Xe máy Huy Hoàng xin kính chào quý cô chú anh chị em đang xem video. Dạ, hôm nay Hoàng vừa về được một chiếc xe Full Channel GP đời 2008 nha cả nhà. Màu trắng xám nha. Biển số 67C175640 nha cô chú anh chị em. Giá bán là 3X nha cả nhà. 3X vừa nha. Tình trạng máy là có chạm rồi nha cả nhà. Mâm zin ha. Full Neo GP 208, máy chạm, mâm zin, máy im chắc nha cô chú anh chị em. Máy sạch sẽ nha cả nhà. Không xì nhớt nhau nha. Bô không có một lũng nha cả nhà. Ốc bán đẹp nha. Mâm là mâm zin, nước sơn zin luôn chú anh chị em. Mà không có hoành méo gì hết nha. Máy chắc. Xe liền lạc sạch sẽ nha cả nhà. Áo sống đẹp. Số máy 24 đầu nha cả nhà. Thùng xăng lớn, nước sơn zin đồ còn đẹp hết nha cô chú anh chị em. Full Channel GP đời 2008, máy chạm mâm zin, giá bán 3X vừa vừa nha cô chú anh chị em. Thì cửa hàng của Hoàng có hỗ trợ sang tên, hỗ trợ trả góp nha. Cô chú bác anh chị em nào có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ với Hoàng qua số điện thoại bên dưới nha. Cửa hàng của Hoàng thì gần cổng sau khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Rồi, cuối video thì Hoàng xin chào cả nhà nha. Hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.